Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Cầu thủ MU chỉ biết núp sau lưng Ten Hag. Man City có nguy cơ bị loại khỏi tất cả giải đấu. Man United phá bỏ hoàn toàn sân Old Trafford. MU đón tin cực vui từ Højlund và Mao. Cầu thủ MU chỉ biết núp sau lưng Ten Hag. Cựu ngôi sao của Arsenal, Emmanuel Petit đã cáo buộc các cầu thủ của MU hèn hạ và chỉ biết núp sau lưng huấn luyện viên Erik Ten Hag sau khởi đầu khó khăn ở mùa giải mới. Man United đã bị Brighton và Liverpool đánh bại trong các trận đấu liên tiếp tại Premier League trước đợt tập trung quốc tế hồi tháng 9, khiến huấn luyện viên Ten Hag một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ quốc tế, MU có những dấu hiệu phục hồi khi họ giành được hai chiến thắng liên tiếp, bao gồm màn hủy diệt đội bóng chiêu dưới Barnsley với tỷ số 7-0 ở Cúp Liên đoàn Anh. Những người đứng đầu đội bóng tới từ tập đoàn Ineos đã tỏ ra kiên nhẫn với Ten Hag, mặc dù đội bóng chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải trước và cũng ủng hộ chiến lược gia người Hà Lan bằng những bản hợp đồng quan trọng vào mùa hè. Và cựu danh thủ Petit tin rằng đã đến lúc các cầu thủ phải cố gắng hết sức và ủng hộ ông thầy của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với BetMGM, Petit cho biết: "Tôi không đồng ý với tất cả những lời chỉ trích dành cho Erik Ten Hag. Tôi thực sự nhìn vào các cầu thủ ở đó và nghĩ rằng họ đang núp phía sau ông ấy. Tôi không thích điều đó. Đây là những cầu thủ có chất lượng, nhưng họ lại đứng sau ông ấy thay vì tiến lên và làm việc cho đội bóng." Kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi vào năm 2013, Man United đã trải qua 4 đời huấn luyện viên chính thức và 3 huấn luyện viên tạm quyền. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã trở nên vô ích vì những ngày vinh quang của Old Trafford đã qua trong hơn một thập kỷ qua. Mặc dù Petit đồng ý rằng việc thay đổi huấn luyện viên thường xuyên khiến công việc trở nên khó khăn, ông vẫn thúc giục các cầu thủ chịu trách nhiệm nhiều hơn để đưa đội bóng trở lại vị thế của mình. Petit thừa nhận, thật khó khăn cho một câu lạc bộ khi họ liên tục thay đổi huấn luyện viên như Man United. Thật đáng tiếc khi thấy câu lạc bộ ở trong tình trạng như hiện tại. Giải Ngoại hạng Anh cần Man United trở lại phong độ tốt nhất và điều đó bắt đầu từ các cầu thủ. Đúng vậy, huấn luyện viên chịu trách nhiệm cho rất nhiều thứ và ban lãnh đạo đội bóng cũng vậy. Nhưng cuối cùng thì đó là trách nhiệm của các cầu thủ trên sân và họ đã không đủ tốt trong một thời gian rồi. Cựu danh thủ người Pháp nói thêm. Sau chiến thắng 7-0 đầy phấn khích trước Barnsley, Man United sẽ tìm cách tiếp tục duy trì sự hồi sinh của mình khi họ hành quân đến sân Selhurst Park để đối đầu với Crystal Palace vào cuối tuần này. Man City có nguy cơ bị loại khỏi tất cả giải đấu. Nhà đương kim vô địch nước Anh có nguy cơ phải chịu án phạt rất nặng nếu bị kết tội đối với tất cả 115 cáo buộc của Premier League. Ngày 19 tháng 9, Telegraph đưa tin Manchester City có thể sẽ bị trục xuất khỏi mọi giải đấu, không chỉ riêng Premier League, nếu bị kết tội vi phạm các quy tắc tài chính. Cuộc chiến giữa Man City với Premier League đã tiếp tục vào thứ hai tuần này với sự khởi đầu của phiên điều trần đối với 115 cáo buộc vi phạm quy định của đội chủ sân Etihad. Các cáo buộc chủ yếu nằm tập trung trong giai đoạn từ năm 2009 tới 2018. Nhà vô địch Premier League bị cáo buộc không cung cấp thông tin tài chính chính xác, không cung cấp chi tiết chính xác về việc thanh toán cho các cầu thủ và huấn luyện viên, vi phạm quy định lợi nhuận và bền vững PSR, không tuân thủ các quy định của UEFA bao gồm luật công bằng tài chính FFP và không hợp tác với các cuộc điều tra của Premier League. Đáp trả, Man City tuyên bố họ có bằng chứng không thể chối cãi để hỗ trợ cho việc bào chữa, đồng thời mong chờ vấn đề này được giải quyết dứt điểm. Đầu tuần này, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tuyên bố rằng tất cả các câu lạc bộ ở Premier League đều đang hy vọng nhà đương kim vô địch bị phạt nặng trước cả khi có phán quyết cuối cùng. Một số hình phạt đối với Man City nếu họ bị kết tội về tất cả các cáo buộc bao gồm phạt tiền, trừ điểm và thậm chí là loại khỏi Premier League. Tuy nhiên, theo Telegraph, mọi thứ có thể còn đi xa hơn. Man City có nguy cơ bị loại khỏi cả FA Cup và Carabao Cup. Trong khi đó, việc họ bị trục xuất khỏi cả Champions League và FIFA Club World Cup cũng hoàn toàn có thể xảy ra nếu The Citizens thua kiện. Man United phá bỏ hoàn toàn sân Old Trafford. Nếu quyết định xây một sân vận động hoàn toàn mới, MU sẵn sàng phá hủy sân Old Trafford truyền thống. Tháng 12 năm 2023, tỷ phú Jim Rutherford mua lại 25% cổ phần của MU. Mức phí của thương vụ này vào khoảng 1,3 tỷ bảng. Sau khi tiếp quản Quỷ Đỏ, vị tỷ phú người Anh lập tức tiến hành cải tổ bộ máy, thanh lọc đội hình. Bên cạnh đó, Sir Jim Rutherford có lên kế hoạch cải tạo sân Old Trafford hoặc xây một sân vận động hoàn toàn mới. Theo truyền thông Anh, ông chủ tập đoàn hóa dầu Ineos đang nghiêng về khả năng xây sân mới có sức chứa khoảng 100.000 chỗ ngồi. Ông muốn sân đấu này trở thành Wembley phương Bắc. Theo Daily Mail, nếu quyết định xây một sân hoàn toàn mới trị giá 2 tỷ bảng, MU sẽ phá hủy sân Old Trafford 114 năm tuổi. Trước đó, kế hoạch ban đầu của MU là thu hẹp sức chứa của Old Trafford xuống còn khoảng 30.000 chỗ ngồi để bảo tồn lịch sử của câu lạc bộ và cung cấp địa điểm cho đội nữ cũng như đội trẻ. Tuy nhiên, Daily Mail cho hay MU hủy phương án này do không nhiều cổ động viên quan tâm đến đội nữ và đội trẻ nên Quỷ Đỏ muốn xây một sân mới trên nền sân Old Trafford cũ với khoảng 15.000 chỗ ngồi. Sân sẽ được mở rộng nếu hai đội này nhận được sự quan tâm lớn hơn trong tương lai.
Sân Old Trafford có sức chứa khoảng 76.000 chỗ ngồi, được đưa vào sử dụng từ năm 1910. Với các cổ động viên, sân đấu này có giá trị tình cảm to lớn với chiếc đồng hồ tưởng niệm thảm họa hàng không Munich 1958, cũng như bức tượng của các cựu huấn luyện viên Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, Jimmy Murphy và bộ ba cầu thủ huyền thoại Sir Bobby Charlton, George Best và Dennis Law. Trong những năm gần đây, sân Old Trafford đã chứng kiến những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng khi bị dột nước và gặp những trục trặc về kỹ thuật. MU đón tin cực vui từ Højlund và Mao. Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ MU đang đón nhận những thông tin vô cùng tích cực từ phòng y tế của đội bóng khi bộ đôi ngôi sao Rasmus Højlund và Mason Mount đều trở lại tập luyện. Tiền đạo Højlund bị chấn thương gân khuèo trong giai đoạn tiền mùa giải và vẫn chưa thể thi đấu ở mùa giải 2024-25, trong khi tiền vệ Mount rời sân giữa hiệp trong trận thua của Man United trước Brighton vào tháng trước do chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã xác nhận cặp đôi này đã trở lại tập luyện và sắp trở lại đội 1. Một tuyên bố trên trang web của Man United có đoạn: Manchester United đã thúc đẩy gấp đôi về thể lực trong buổi tập hôm thứ Tư ngày 18 tháng 9. Cả Mason Mount và Rasmus Højlund đều tập luyện cùng nhóm tại Carrington. Các phóng viên ảnh đã chụp được cảnh cặp đôi này tập luyện chăm chỉ. Điều đó chứng minh rằng họ đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Đây quả thực là tin vui đối với MU. Đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đang phải đối mặt với vô số những chấn thương vào mùa giải trước, bao gồm cả việc vắng mặt cả Højlund và Mount trong một thời gian. Nhưng việc bộ đôi ngôi sao này trở lại khỏe mạnh giúp Quỷ Đỏ có thêm sức mạnh về chiều sâu khi cả hai đều có cơ hội trở thành cầu thủ thường xuyên ra sân trong thời gian tới với lịch thi đấu rất dày đặc. Hồi giữa tuần, MU đã có màn hủy diệt đội bóng hạng 3 Barnsley 7-0 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Đó là thắng lợi thứ hai liên tiếp của Quỷ Đỏ sau khi họ hứng chịu hai trận thua giai đoạn cuối tháng 8 trước thời điểm diễn ra loạt trận quốc tế tháng 9. Tại ngoại hạng Anh, MU đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng sau hai trận thắng và hai trận thua từ đầu mùa giải. Đoàn quân huấn luyện viên Ten Hag sẽ đến sân Selhurst Park của Crystal Palace chưa thắng trận nào vào tối thứ Bảy trước khi bắt đầu chiến dịch Europa League vào thứ Tư tuần tới với Twente. Vẫn chưa biết chính xác khi nào Mount và Højlund sẽ trở lại đội hình chính, nhưng rõ ràng việc họ trở lại là thông tin rất đáng mừng cho phong thái đồ của Quỷ Đỏ.